Vẫn là đo, nhưng mà lần này vẫn tiếp tục là đo siêu rẻ tiền. Nhưng một điều đặc biệt ở đây là bạn sẽ có giết đờ Gumi, hay lộn, giết đờ kêu lờ xuất hiện trong đo rẻ tiền. Mà tại sao tôi lại nói nó là chế độ siêu khó? Thì phải xem hết video thì mới biết được siêu khó là như thế nào. Là tôi không vượt qua được rồi đó. Video chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress cho những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết là tôi nghỉ chơi luôn đó. Oh my god. Lâu lắm rồi mình chưa chơi lại con game to siêu rẻ tiền nhất Roblox này đó. Nói chung là hàng fake, nói chung là không phải hàng real rồi. Nhưng mà lần này nó lại có chế độ phải nói là siêu khó đã được vừa mới cập nhật luôn. Ok, mở cửa. Mở cửa cho chị em ơi. Bây giờ mình đi vô làm cho nó lóng luôn nè. Sorry, every hit out of the spot hả? Là gì? Ui ơi, vẫn cái bản nhạc huyền thoại anh em ạ. Thì nói chung là lâu lắm rồi mình cũng chưa quay trở lại với to này anh em ạ. Cái này nó nhạc chờ hơi lâu nha. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên là ủng hộ cho anh trai của tôi là Zero Block, tôi để trên màn hình. Và cũng đừng quên là ủa? Cái gì vậy? Đang nói. Oh my god. Ui ơi, nay nó thay mới rồi nè. Cửa nó sẽ không mở từ bên kia và cửa nó sẽ mở mình tự mở anh em và vãi chữ. Có gì đó nó hay ho hơn không? Tôi đang giới thiệu. Trời đất ơi. Đây coi. Tỉnh lại rồi bay ơi, tỉnh lại rồi. Rồi. Thôi giới thiệu lớp luôn nha. Và điều cuối cùng trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên shop.roblox.com, shop app Roblox Love Food giá rẻ, cày thuê siêu tốc, Robot 120 giờ và có cả game pass giá rẻ. Còn có rất là nhiều app Roblox Love Food giá cực kỳ là hời mà lại rất là phải chăng. Chỉ có mặt tại shop của tôi. Và khi mọi người mua hàng ở shop tôi, các bạn hãy nhớ là nhập ngay mã code Ruby đẹp trai để có thể mà được giảm ngay 10% tất cả những sản phẩm trong shop của tôi luôn nha. Đường link shop của mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Nhớ ủng hộ tôi để tôi có tiền ăn mì gói. Qua ngày nha mini. Cảm ơn mini rất là nhiều. Thì ở cái đo rẻ tiền này thì khi mà nó cái bảng siêu khó thì nó sẽ là siêu tối luôn nha bé ba. Nó sẽ là siêu tối luôn và nó đã có vỏ chuối luôn rồi. Thôi ngu gì đi vào. Nói chung là nó có vỏ chuối là nó có dích đầu kêu lời rồi đây mà. Ok. Ui giời, coi Serif. Ủa phải Serif ta lâu lắm rồi tôi chưa chơi nên tôi quên mất tên rồi đây mà. Anh em nào nhớ những tên thực thể hay là sao đây, comment phía dưới tôi biết cái nha. Rồi, tới lựu đạn này để chọi thằng Zitter Killer rồi đây mà. Và tôi cũng chưa có gặp được cái thằng Zitter Killer ở trong đây. Bà nội bị giật mình nha. Thằng số 4. Nói chung mình cứ lụm tiền dù mình biết là. Ui giời, thôi rồi, lỡ bơi rồi. Oh my god. Ambush hả? Bà nội nó mới vô gặp Ambush rồi. Đúng vậy, thắng bại là mẹ của thành công. Tôi xin làm lại. Lấy đồ ăn cho tao coi. Ui giời ơi, cay thế nhờ anh em nhờ. Đậu xanh tôi cay vãi chứ. Mới vô xui lắm mới gặp anh bớt ở đây mà thề với đem luôn. Xui lắm mới gặp qua anh bớt luôn ấy. Ở trong cái đo rẻ tiền này là mọi người sẽ không nghe được cái âm thanh bất kỳ nào trong đây luôn á anh em ơi. Bà nội nó đấy, gặp cái con quỷ này hoài à. Đậu xanh. Ui giời, vỏ chuối trong đây nó lại cực kỳ là nhiều luôn nha. Nó còn nhiều hơn ở trong cái đo real nữa anh em ạ. Nữa rồi. Ok. Xui khiến cho tôi cuộc đời của tôi rồi. Mày hù tôi hoài đi nha. Trời ơi là trời. Đây rồi. Có quả bơm. Để cầm xin nữa mình quăng cái con quýt quỷ. Con quỷ giết đầu kêu lờ cái đem ở phòng số 10. Bây giờ mình đi vào lụm tiền hơn em ạ. Đừng có hù tao nữa coi. Bà nội mày. Trời ơi là trời em ơi. Ui ơi, phòng số 12 nè, nè. Không biết là phía trước còn có con gì nữa đây. Không biết là mình có phá đảo được hay không nè. Anh em tin tôi phá đảo được, anh em bấm vào nút like cho tôi nè. Chắc gì mình hoài luôn á. Ê,
ơi, tôi nghĩ là cái này tôi thấy là nó còn khó hơn cái đo bình thường đó anh em ạ. Đèn nó lại chớp chớp hoài luôn ấy, hứa với anh em luôn chỗ này là phải đi canh tủ nè. Ôi giời, ui gì mới vô là gặp con này rồi. Thôi rồi Lượm ơi, rồi anh em ơi. Ui giời ơi, nó rải chuối từ lưa luôn bay ơi. Phòng 20 luôn em. Chậm vía, tôi chưa qua được phòng 20 luôn, thấy mày ảo mà. Nữa rồi đó. Ôi trời ơi, thôi rồi. Thường phòng này nó sẽ xuất hiện nè anh em. Đấy, tới rồi đấy. Oh my god. Ui ơi. Vô. Ok. Lại Ambush nữa đây anh em thấy chưa? Và ở đây nó chỉ xuất hiện Ambush thôi anh em ạ. Cái gì đấy? Có nữa không? Tôi đặt cái đèn pin lên. Ok, em bắt đi. Oh my god, nãy giờ mình chưa qua được phòng thứ 20 luôn em ạ. Số 10 rồi. Ok, rồi. Ở đây tối quá anh em ạ. Đây tối quá, con máy mà toàn vỏ chuối xung quanh thôi. Cái game này nó ngu một cái là mấy cái vỏ chuối này, trời ơi, nó rất nhiều luôn bay. Nó không hiểu cái thằng làm game nó làm gì mà nhiều vỏ chuối tới mức như vậy luôn mọi người ạ. Phải rồi. Ôi ơi, phòng 13, 14, 15, 16. Đừng có nói là chạy, chuẩn bị chạy với con gì nhờ? Con Fitger. À không, quên mất. Con Shit anh em ạ, con Shit lâu lắm rồi mình chưa chơi, cái mình quên tên mấy con thực hệ. Đây. Vậy là biết chạy với con Shit rồi. Mà chạy với con Shit lại khó một cái là nó toàn là vỏ chuối đó các bạn ạ. Ok. Ui giời ơi. Tôi hứa với anh em là chỉ toàn là vỏ chuối không luôn ấy. Run. Oh my god, vỏ chuối, cẩn thận. Ok. 23. Ui, cái gì đây? Oh my god. Oh my god. Á, giật mình. Bà nội mày, đừng có hù tao nữa coi. Ok, hót rồi. Ok, có chìa khóa rồi. Ui, hề với anh em là nó rất tối. Giật mình kêu lâu. Trời, ai da. Cái gì vậy? What the hell? Ui, trời ơi, tôi thề với anh em một điều là tôi vừa mới mở cánh cửa là tôi đã gặp cái con giết đầu kêu lờ luôn rồi các bạn ạ. Ui rồi, thề thường là cái con này nó bay vô đó nó xiên mình luôn, nhanh quả đạn anh em mình, tôi chưa kịp làm gì hết luôn, chỉ kịp làm hình thôi mấy má, bay vô nó xiên tôi rồi. Ây da, bà nội nó té ngoài đây. Trời ơi là trời. Oh my god, phòng số 9, phòng số 10. Đây rồi, tới rồi. Vô. Ok. Nữa. Ôi giời ơi, mình phải tìm cái bơm lẹ lên em ạ. Chiếc đầu kêu lờ nó xung quanh đây thôi. Hứa với anh em, chiếc đầu kêu lờ nó chỉ xung quanh đây thôi mọi người ạ. Ui, căng thế nhờ. Rất khó luôn mấy má, rất khó luôn. Chưa giờ thấy cái nào khó như cái này luôn em ạ. Phòng số 12 nè, 14, 15, 16.
Rồi lại chạy đua nữa rồi anh em ạ. Lại chuẩn bị chạy đua nữa rồi, lại chạy đua nữa rồi. Ui giời, nó tới phòng số 16 là lại chạy với con Sheik anh em ạ, con Sheik Bình Dương. Nó chạy em xe máy cài với má. Ôi god. Nhưng mà được cái con Sheik ở trong đây thì nó sẽ đi rất là chậm mấy má ạ. Ở đây thì tôi lại đỡ cực hơn tí nữa. Miễn là mình đừng đụng vô vỏ chuối là được rồi anh em ạ. Thiệt luôn với anh em luôn là đừng có đụng vô vỏ chuối giùm tôi cái. Ở đây ở trong cái đo này nó để rất là nhiều chuối luôn. Oh my god, ok. 22. Rồi. Qua tới đây là an toàn rồi, Mày gượt tới đây không con? Ui giời, bye bye. Ok, chìa khóa. Nó vẫn luôn để mấy chỗ cũ anh em ạ. Nó vẫn để luôn mấy chỗ cũ. Ui giời, thề tôi ghét cái đo này tại vì nó tối quá, lại trượt chân nữa rồi. Ui giời, lại trượt đó. Cho đứng dậy cái coi. Ôi. Thôi rồi, hồi nãy mình ngẫm ở đây nè anh em ơi. Ở đây nó không có lũ đạn hả? Tôi rồi anh em ơi. Trời ơi, con chích tự kêu lò bên đây nè. Con chích tự kêu lò bên đây nè, giờ sao? Giờ sao anh em? Ở đây mấy ông con chích tự kêu lò bên đây nè. Thôi mình không có trái lựu đạn rồi, giờ sao vậy trời? Không mở cửa được này rồi, giờ sao giờ anh em ơi? Ôi ôi, giật mình nữa, cho tao trái gì cái coi. Thôi bây giờ chỉ có cách cuối cùng thôi nè. Bây giờ mình sẽ cố gắng chạy nhanh nha. Ui ôi, nó ngay đây luôn nè. Đây. Tổ. Ây da, con té nè. Thôi rồi, trời ơi, trời, cứu tôi. À, ok, dít đầu kêu là nó té đi, cứ chạy. 25, lẹ lên. Ui ôi. Bà cần gạt lên. Ok. Oh my god, tối quá anh em ơi. Chờ kêu lỡ đi chưa ta? Bà nội cha nó hiểu cái chứ. Nói với anh em hệ game què này nó nguy hiểm. Vãi cả nội luôn, 26, ok. Bây giờ mới tới phòng 26 được cái đấy à. 27, rồi, đây, 27. Thôi rồi, tủ. Vô. Ok. 28. Ui khó phải nồi anh em ơi. 29 đây rồi, có tới lũ đạn đây rồi. Ok. 30. Trời ơi, vô gặp Fitch G luôn rồi hả? Cái gì, tôi mới vô tôi gặp Fitch G luôn rồi anh em ơi. Ok. Ủa. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau.
và sếp